Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LG. Liệu rằng anh em có biết Tiêu Viêm cuối cùng đã thu phục được Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa như thế nào hay không? Đầu tiên chỉ là hiểu về đặc tính và giá trị của Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa, sự ra đời và thuộc tính độc đáo. Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa hình thành từ không gian vũ trụ, có thể hấp thụ ánh sáng của các vì sao để mạnh mẽ hơn, không tồn tại ở trên mặt đất. Theo cổ thư, khi mà nó ra đời, trời sáng lửa bạc, vùng đất xung quanh hàng vạn dặm đều như sa mạc. Ngày đêm không phân biệt, sao trời không hiện, mặt trời không mọc. Điều này khiến nó sở hữu sức mạnh thần bí và to lớn. Vì hoàn cảnh ra đời đặc biệt, nó có linh trí cao, cực kỳ là khó tìm và thu phục. Thể chất Tam Thiên Tinh Thể quý giá, hấp thụ ngọn lửa này sẽ mang lại Tam Thiên Tinh Thể, được mệnh danh là bất tử thể, với khả năng hồi phục cực kỳ nhanh. Với Tiêu Viêm, người đang cần nâng cao sức mạnh, điều này vô cùng quý giá. Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa xếp hạng thứ 9 trên Diệu Hỏa bảng, không quá cao, vậy nên Tiêu Viêm có cơ hội thu phục được nó. Tiến đến Trung Châu Đan Tháp tìm kiếm cơ hội phong ấn của Đan Tháp. Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa bị phong ấn trong Đan Tháp tại Trung Châu, đây chỉ là nơi duy nhất có thể tìm thấy ngọn lửa này. Mặc dù bị phong ấn trong trạng thái ngủ say, thế nhưng nó vẫn biểu hiện tính khí nóng nảy, và trước đó không một người nào có thể thu phục được nó thành công. Sự dòm ngó của các thế lực khác, các thế lực như là Hồn Điện cũng để mắt tới Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa, muốn chiếm đoạt nó, tạo thêm áp lực cạnh tranh cho Tiêu Viêm trong quá trình thu phục. Nhận sự giúp đỡ từ Long Ấn của tộc Thái Hư Cổ Long, vai trò quan trọng của Tường Yên. Tường Yên, bản thân của Tiêu Viêm, là hậu duệ của tộc Thái Hư Cổ Long. Cô biết rõ mối liên hệ giữa Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa và tộc của mình. Tộc Thái Hư Cổ Long từng thuần hóa ngọn lửa này và để lại Long Ấn trong cơ thể của nó. Tường Yên tiết lộ rằng có thể dùng Long Ấn để thu phục Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa. Thế nhưng nếu ngọn lửa không chấp nhận, người có Long Ấn có thể bị phản phệ. Lựa chọn của Tiêu Viêm. Không có bí thuật của Hồn Điện, Tiêu Viêm không muốn sử dụng các phương pháp tà đạo và tin tưởng vào Tường Yên, vậy nên anh quyết định dùng Long Ấn để thu phục ngọn lửa đó. Quá trình thu phục đầy khó khăn và bước ngoặt. Xung đột với Hồn Điện. Trong quá trình thu phục, Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa bị Hồn Điện thao túng, phá hoại việc hấp thụ của Tiêu Viêm, làm tình hình trở nên phức tạp. Hồn Điện sử dụng mọi thủ đoạn để thao túng ngọn lửa vì mục đích riêng. Sự tuyệt vọng của Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa và sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, hành động của Hồn Điện khiến Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa rơi vào tuyệt vọng. Và lúc đó Tiêu Viêm đã ra tay giúp đỡ nó. Điều này khiến ngọn lửa nhìn thấy được hy vọng. Đan Tháp cũng xuất hiện giúp đỡ Tiêu Viêm nhanh chóng thu phục ngọn lửa. Phản ứng của Long Ấn và sự chấp nhận. Trong quá trình giao tiếp giữa Tiêu Viêm và Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa, Long Ấn đã phát sinh phản ứng làm ngọn lửa ngạc nhiên. Sau khi Tiêu Viêm giải thích nguồn gốc Long Ấn và thể hiện sự chân thành, Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa cuối cùng đã chấp nhận. Thành công thu phục Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa, nâng cao sức mạnh và tiến hóa công pháp. Sau khi thu phục Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa, sức mạnh của Tiêu Viêm tăng lên đáng kể. Công pháp Phần Quyết cũng tiến hóa lên địa giai cao cấp. Sức mạnh của Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa kết hợp với các dị hỏa khác trong cơ thể của Tiêu Viêm, tăng cường năng lực chiến đấu của anh, tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc chiến và tu luyện sau này. Đó chính là quá trình Tiêu Viêm thu phục Tam Thiên Sĩ Biên Hỏa, đầy thử thách nhưng mà cũng đầy cơ duyên. Trên đây chính là toàn bộ nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn thì nói ra sao? Nếu như mà thấy hay thì đừng quên bỏ ra một vài giây ở bên nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tớ các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.